Sáng nay ở Phụng Hoàng Sơn, Chi Tôn, không biết cái điểm gì mà mây nó không có lên cao quý vị, mà nó là đà nó che ruộng lúa ở dưới, nhìn là không có còn thấy cây đường gì ở dưới nữa hết. Ở trên là nhìn chỉ còn là thấy mây trắng xóa phủ ở dưới. Và ở trên Phụng Hoàng Sơn thì nó rất là quang đãng trong veo luôn, nhưng mà bên dưới thì lại mây phủ phục và nó dày kín luôn quý vị, và nó nằm bất động ở đó luôn chứ nó không có bay, mà giống như cái kiểu lúc tỏ lúc mờ quý vị. Đây Phúc Toàn qua bên đây quay cho quý vị sẽ thấy rõ hơn. Đây nó rất là dày đặc luôn, nhưng mà lại ở trên Phụng Hoàng Sơn thì nó rất là trong trẻo đó quý vị, thấy giống như là tuyết đóng vậy đó quý vị, nhìn không còn thấy nhà cửa xe cộ đường xá gì dưới nữa trơn. Mình đang đứng ở chỗ mẹ nữ hoa, chỗ vồ đầu vồ hội chứ lộn đó quý vị, nhìn thấy giống như cảnh ở bên nước ngoài không quý vị, không còn thấy gì ở dưới nữa hết, chỉ còn thấy mây trắng xóa ở trên này thôi. Mà ngược đời có một cái là ở trên này nó cao hơn, mà lại ở trên này là trong veo, còn ở dưới thì lại mây phủ phục không còn thấy cái gì nữa hết.